Đấy, trứng con đây. Úi giời ơi, này ăn nốt 2 3 quả này không con? Ăn đi, ăn hết đi. Cho bà con. Ăn đi. Bà nội ăn này nhá. Đấy, hôm nay cái đùi gà này thì nó khác đùi gà hôm trước, nó hơi dai hơn nhá Bu nhá. Đấy, hôm nay nó sẽ hơi hơi dai hơn hôm trước. Bu chấm đi xong thì Bu ăn. Bu thử xem là nó có ngon như hôm trước. Hôm trước là vợ con luộc và con đã xem công thức của vợ con rồi. Hôm nay là tự con luộc. Đấy, để Bu xem là con trai Bu đã thành công chưa. Đấy. Không không cay đâu Bu. Nước chấm này thì không hề cay, Bu cứ thử đi. Đấy, trời ơi, yên tâm luôn nè. Ăn đi em. Ăn đi. Chua. À chua thôi chứ không cay đâu. Thế thì Bu vẫn ăn được, không sao hết. Bu ngoạm mấy miếng đi. Bu ngoạm để con quay một tí. Răng chả có, ngoạm gì con. Thôi thì Bu cứ ngoạm đi. Răng có răng mà. Cái đùi anh Bin không ăn hết, bố lại phải ăn này. Đồng ra con. Ui ôi. Sao con dai hôm nay cái đùi nó dai sao mà con không ăn được? Dai quá. Đây là bãi chiến trường nhà Sệ cả nhà này. Ui giời ơi. Đấy thế thì mọi người mới biết được là nhà mình ăn hết cả một con gà như thế. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với nhà Sệ. Cả nhà, đấy, ăn con gà kia ngon quá. 2 tuần sau lại làm thêm một con nữa, cả nhà. Đấy, đã ăn thì phải ăn cho đến khi gọi là 2 tuần hay 2 ngày chứ? Chán đi còn thôi. Đấy, 2 tuần. Nhưng mà những cái ngày khác thì không phải là ăn gà luộc mà ăn gà xào, ăn gà sáo. Ôi, thề luôn với cả nhà là con gà này quá vàng luôn. Trời ơi. Nhà Sệ thì luôn luôn thích ăn gà cả con. Đấy. Gà mái hay gà chấm chồng? Gà này là gà mái luôn. Gà mái quá ngon luôn này cả nhà. Đẻ lứa nào cho anh? Ui dồi ôi. Đây đây đây. Thằng bé này nó đã lanh quanh. Đấy cả nhà nhìn thấy chưa? Hai thằng nó đã lanh quanh này thì không được rồi. Thôi thì lại phải đành phải cho con ăn trước vậy. Con ăn cái đùi nào đây con? Ui dồi ôi. Đây cho con cái này. Con thử miếng đi. Ôi giời ơi, ngon không con? Chưa cắn được à? Đây cho con thử đây chưa này. Ôi giời ơi, ngon không con? Quá là ngon luôn. Đây cả nhà này, vẫn cứ ăn gà là phải ăn cả con nhá. Chứ ăn một chặt một hai mỗi chặt một hai miếng thì nó cũng mất ngon đi. Thề luôn là con gà này nó vàng theo kiểu vàng nghệ nhá. Vàng nghệ quá đẹp luôn này. Trời ơi. Mà không như người ở ngoài cứ nghĩ là phẩm màu trong nhà. Đây là mình mua sống về luộc đó. Mọi người thì lại cứ nghĩ là như thế thôi, nhưng mà ô, con gà này là con gà có trứng luôn nhé. Oh my god. Wow. Bon ơi, con ăn quả trứng này nhé. Ngon cực. À, cho con này. Trời ơi, đấy, đây nha. Trứng này bố để riêng nha. Cho bà cho bà lội quả nhé. Ô, có cả tràng luôn này cả nhà này. Đoạn tràng này thì ngon tuyệt vời luôn nha. Như ồ, nó hơi dai bố ạ. Nóng quá, con này thì chắc chắn là dai hơn con hôm trước rồi. Bởi vì con này này, hôm nay nó có trứng to hơn. Mấy này mẹ bảo là mua đẻ một lứa. Đấy, đẻ một lứa đem ra này, quá là tuyệt vời. Wow. Trời ơi, ngon quá cả nhà ơi. Wow. Ôi dồi ôi này. Nó vẫn còn rất là nóng. Wow. Xin mời chấm chấm tí tí nhá. Không. Ôi dồi ôi, thằng bé hôm nay cũng biết tấn công ăn một tí cả nhà. Như các hôm thì mời các kiểu không ăn. Ôi dồi ôi. Nói thật sự là con gà này nó quá ngon luôn. Gà này cứ phải ăn cả con này nó mới ngon này. Ui. Sau khi hôm trước Bu ăn con gà, ăn gọi là cái đùi gà rất là nhanh, tính bằng giây thôi, thì hôm nay con lại mời Bu một con chân con gà mới. À gọi là đùi con gà mới Bu ạ. Ôi thề luôn là đấy, nhiều người xem lại sợ là Sệ vầy vò con gà nhìn nó không ra cái gì cả, nhưng mà thật sự nó ăn phải xé như thế này cả nhà này. Đấy, đây là cái bộ phao câu nhá.
Đấy cả nhà này. Thì nhà em ăn gà thì luôn luôn phải có nước chấm. Hai bát nước chấm. Hai bát nước chấm này. Quất. Chanh thì nó cũng không ngon cho lắm. Quất thì nó quá thơm, quá ngon. Còn thiếu lá chanh không lên tầng được. Thôi. Nói thật sự là không có lá chanh gì cả. Ăn gà xé mà lại còn có cả lá chanh nữa. Hoàn hảo quá. Quá hoàn hảo. Ăn nó kiểu bụi bụi một tí. Ok, ăn thêm kìa. Đây, cả nhà nhìn đây. Wow. Hôm nay Bon ăn gà tương cà nhé. Ok rồi. Sẽ mời cả nhà xuống với Mâm ăn cùng nhà Sệ nha. Hôm nay nhà Sệ chỉ ăn một món duy nhất là gà và nước luộc gà thôi. Đấy. Không có rau cỏ gì cả. Cho nó khác đi một tí. Như mọi khi có rau cỏ rồi thì củ quả rất là nhiều. Hôm nay thì ăn xong xong thì nhà mình sẽ ăn hoa quả sau. Ok. Đấy, hôm nay mâm cơm nhà em rất đơn giản nhé. Mỗi hai bát nước luộc gà vàng khe và đĩa thịt gà. Thế thôi cả nhà. Bu ơi. Bu. Ừ. Hôm nay Bu này phải ăn một cái chân đỉnh điểm như hôm trước nhá. Đấy, phút mốt là phải xong nhá. Nhá Bu nhá. Ừ. Đấy, hôm nay cô Trang tỉnh táo hôm rồi. Hôm trước cô Trang vẫn còn bị đau đầu vì tiêm Covid. Tiêm vaccine. AstraZeneca. Mẹ thử cho bố một miếng ấy con ạ. Một miếng da ngon thế. Giới thiệu với cả nhà thì Nhất Anh thì lúc nào cũng một cái chân riêng này. Rất là ngon. Con mời cả nhà chưa? Đây Bu ơi, đây là cái đùi của Bu. Con đã để riêng ra rồi. Đấy, hôm nay cái đùi gà này thì nó khác đùi gà hôm trước, nó hơi dai hơn nhá Bu nhá. Đấy, hôm nay nó sẽ hơi dai hơn hôm trước. Bu chấm đi xong thì Bu ăn. Bu thử xem là nó có ngon như hôm trước. Hôm trước là vợ con luộc và con đã xem công thức của vợ con rồi. Hôm nay là tự con luộc. Đấy, để Bu xem là con trai Bu đã thành công chưa. Đấy. Không không cay đâu Bu. Nước chấm này thì không hề cay, Bu cứ thử đi. Đấy, trời ơi, yên tâm luôn nè. Ăn đi em. Ăn đi. Chua. À chua thôi chứ không cay đâu. Thế thì Bu vẫn ăn được. Không sao hết. Bu ngoạm mấy miếng đi. Bu ngoạm để con quay một tí. Răng chả có ngoạm gì con. Thôi thì Bu cứ ngoạm răng đi. Răng mà. Bu ngoạm đi làm gì, Bu phải dứt thế ăn cho nó. Răng như nó sứt. Bu ăn răng chảnh hoa hậu. Đúng rồi, chuẩn luôn. Cả nhà. Nhà Sệ thì luôn luôn như thế này thôi. Rất là vui vẻ. Đầu tóc em có đẹp hay xấu thì cũng là vợ Sệ rồi. Không chứ. Áo chỉ còn bên như này. Đấy, giới thiệu với cả nhà là Bu mình đang ăn cái đùi gà. Nhưng mà hôm nay thì thật sự là nó hơi dai. Nó hơi dai Bu nhỉ? Hôm nay đúng là hơi dai thật. Con gà này nó già hơn con gà hôm trước. Đấy, một cái thì bà nội, một cái thì... Ăn đi em, ăn đi ngon lắm. Con dai. Ôi xời. Ăn đi em. Cả nhà mình ăn bằng tay nhá. Ăn gà là phải ăn bằng tay, không được ăn bằng đũa đâu nhá. Đấy. Đúng rồi, ăn phải ăn bằng tay chứ. Nếu mà ăn bằng đũa thì nó mất ngon. Người ta gọi như thế nào vậy? Không ví lên một cái. Thì em cứ ví đi. Ví đàn đi. Bà, trong có mấy món này. Đàn bà thịt gà. Ăn bằng tay. Độc thế, linh tinh thế. Linh tinh thế thôi. Em không nhớ. Bu. Cho con hỏi xem này, Bu có cái câu văn thơ đấy hay lắm mà. Có văn thơ thịt gà. À không có văn thơ gì thịt gà. Văn thơ này, ăn thịt gà là phải dùng bằng tay. Đấy thằng bé này hôm nào cũng đấy. Hôm nào ăn cũng phải cốc nước đầy thế này ạ. Không thằng bé này có thịt gà là nó mừng lắm hả? Thằng bé em ăn gì con? Muối vừng. Qua sang con ăn muối vừng với cà, tương cà. Không. Nào bón đừng cho mồm mà như này. Hai bố xem nào. Đấy già ngon đấy. Ôi. Cái quả trứng nó. Đây, đấy, trứng con đây. Úi giời ơi, này, ăn nốt 2-3 quả này không con? Ăn đi, ăn hết đi. Cho bà con. Ăn đi. Bà nội ăn này nhá. Đấy, rồi, chỗ này thì hơi dai này. Nó là cái dây dây. Bu ăn đi. Cả này vừa luôn, hôm trước là non. Ăn đi cô Trang.
nó chưa đến giờ giảm cân về phong thủy. Này giống đội à? Uli City à? Ừ. Uli City mà nhìn gà này là ngon à? Ừ, ngon lắm con ạ. Quả trứng đấy mới là quả trứng ngon đấy con ạ. Ôi dồi, ừ, nhìn lắm kìa, ngon chưa? Ui, lòng vàng ở trong đỏ đẹp nhỉ. Con hôm nào con cũng phải ấy nhá. Ừ. Hôm nào con cũng phải ăn hai bát đấy nhá. Con vàng này, gà này nó vàng như nghệ ấy nhỉ. Vàng da mẹ. Hả? Đây con. Ra đây. Bố đâu? Xem mời cả nhà nhá. Rồi. Miếng lạc này ăn này. Đồ chắc khỏe. Đấy, chấm nó phải dồi dào như này, ông cho miếng ớt vào đây nào. Đấy, nó mới ngon. Bố xia tiếp. Ngon quá cả nhà. Nó dai hơn hôm trước. Ăn này bù sậy ăn khó đấy. Hôm trước em chỉ nói mái, hôm nay em bảo là mái đẩy một lứa. Ừ, nhưng hôm nay đúng là con này dai hơn. Bà Thủy thấy ông xã hôm nay luộc con gà ngon không? Chuẩn không? Rất đúng công thức của bà. Đúng công thức của em đúng không? Bật nồi nước. Cho nó sôi. Sôi. Xong bắt đầu thả gà vào. Sôi 5 phút. Cho bảo đi. Sôi 5 phút. Để ủ 15 phút. Sau này tắt đi, ủ 15 phút. Lật mặt tiếp. Lật mặt lại bật lên 5 phút. Bật lên 5 phút sôi, xong ủ tiếp 15 lại, phút. Ủ tiếp 15 phút. Bu luộc gà như nào bu? Thường thường bu luộc gà như nào? Bu dội từ nước lạnh này. Bu dội từ nước lạnh. Và thịt nó sủi nhiều lần. Thì từ trước giờ con toàn nấu như kiểu bu mà. Đây là lần đầu tiên nấu theo kiểu con dâu bu đấy. Đấy. Tốt mà đấy. Đây là bộ phận nội tạng con gà. Miếng gan. Gan cũng vàng nha cả nhà. Nó thơm chứ. Mình đang ăn con cái chạy điêu à? Không con cứ bắt con lấy. Lấy gì? Thôi ăn đi. Lấy nước đã. Chỗ anh em. Được sàng xuống nia đi đâu em lại lấy khẩu trang cho. Ôi cái đùi à. Yeah. Cái đùi à, anh Bin không ăn hết, bố lại phải ăn này. Lòng gà con. Ui hồi. Lòng gà ấn vào chỗ này đó. Bố Trang ăn ít đi. Sao con dai hôm nay? Cái đùi nó dai sao mà con không ăn được? Dai lắm. Dai quá. Con gà này đúng là hơi dai thật. Ăn đi con. Con xôi. Cơm. Bin thì chỉ ăn non non thôi. Cắt cái. Với cả Bin ấy. Bin thì thường chỉ đi ăn da thôi đúng không? Bố nạ thừa. Con nào thịt mềm. Cắt đi. Gà thịt mềm thế thì lại không ngon. Gà đấy là gà mái tơ. Gà mái tơ đúng không? Đấy như trước là gà mái chưa đẻ con ạ. Hôm trước chưa đẻ. Buông đi, con cưỡi ha. Nói thật với cả nhà là ăn như thế này xé này ngon. Ừ, ngon thôi đây, thôi. Đừng có chặt chặt này. Chặt là ăn tự nhiên miếng gà nó không còn ngon nữa, không còn nóng nữa. Trời, bu gắp đến mà ra. Con dâu thì cứ lấy cho mẹ chồng liên liệm, mẹ chồng thì cứ thôi, thôi nữa mà. Phải không bố? Sao rồi? Nó đưa cho mua nhưng mua này phải quá hai mua thế đấy đấy tính mua là vậy mà chẳng thế cách 2 tuần ăn một con gà luộc rất là ngon cả nhà. Chấm sao hết mấy chồng.
Chuyển bát này. Chuyển đây, cái bát đưa đây này. Hết quất à? Mình ăn nhiều thì thà. À, nhà mình ăn nhiều thịt gà nhất. Con dai tầm này mà đã ăn cánh thì cổ á. Ăn cánh thì làm gì à? Ăn cánh thì làm gì hả mẹ? À mẹ? Dạ. Ăn cánh thì làm gì? Bay nhanh. Lấy vợ xa là. Đấy nha, bố đã nói nha. Lấy vợ là phải lấy những người mà biết nấu ăn. Thì nay mai con cái con mới sướng. Bố mẹ mình được nhờ. Biết chưa? Chứ mà lấy vợ mà lại lấy cái cô nào mà biết nấu ăn, biết nhà. Chờ đi lạc, con ở nhà, con nấu ăn. Ui trời ơi, đàn ông. Đàn ông rửa bát quét nhà. À, cái gì vợ gọi? Cái... Thì dạ bẩm bà, đây, tôi đây. Đàn ông rửa bát quét nhà, Bin ạ. À, đây con trai tôi là đang muốn ở nhà nội trợ để cho vợ đi làm đây. Thôi. Thôi cái gì? Đấy. Vợ gọi thì dạ bẩm bà tôi đây. Vợ gọi thì dạ bẩm bà anh đây. Đeo đây. Áo đây làm sao được. Ở nhà rửa bát có nhà. Kỳ đây. Ừ, tinh. Cục đây. Thôi sẽ quay vào ăn bát cơm đã cả nhà. Bye bye mọi người nha. Đấy, bu em ngồi xa nhất. Nhưng mà bu em lại rất thích ăn nước luộc gà cả nhà.